Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên về Digital Marketing, E-Marketing, Online Marketing. Các bạn đã nghe những cái thuật ngữ như vậy chưa? Chắc là rất là nhiều rồi đúng không ạ? Vậy thì học nghề Marketing điện tử, nghề thời thượng, thu nhập cao, bạn có tin không ạ? Theo một nghiên cứu mới đây mới công bố tại thị trường Việt Nam thì có 90% các doanh nghiệp Việt Nam đã sử dụng Marketing điện tử hay còn gọi là online marketing, e-marketing vào các hoạt động kinh doanh và marketing của mình. Các công cụ marketing điện tử mà được sử dụng phổ biến và quan trọng trong hoạt động kinh doanh mà các cái doanh nghiệp mà sử dụng chủ yếu hiện nay là đó là Facebook Business and Marketing, đúng không ạ? Google AdWords bao gồm là gì ạ? Google tìm kiếm, Google hiển thị, Google SEO, đúng không ạ? Cái việc tối ưu các công cụ tìm kiếm hay còn gọi là SEO đấy, chúng ta cũng nhìn thấy hiện nay các doanh nghiệp sử dụng rất là nhiều. Email marketing, web marketing, YouTube bao gồm là quảng cáo, làm video chạy quảng cáo ở trên YouTube, đúng không ạ? Content marketing hay còn gọi là marketing nội dung số, bao gồm các câu chuyện chia sẻ, các câu chuyện về truyền thông, hình ảnh, video, trò chơi, ứng dụng, vân vân vân. Và các cái công cụ bổ trợ khác cho các hoạt động marketing điện tử như là chụp hình, làm ảnh, sản xuất đồ họa, sản xuất video, livestream ở những cái dạng đơn giản cho đến phức tạp, đúng không ạ? Mặt khác, ở Việt Nam thì cũng có hàng trăm, hàng nghìn người bán hàng trực tuyến và các cái nhà quảng cáo đang bán hàng trực tuyến, kinh doanh trực tuyến, cung cấp các cái dịch vụ quảng cáo cũng như truyền thông trực tuyến rất là phát triển về số lượng cũng như là về chất lượng và khả năng kiếm được tiền rất là tốt so với mặt bằng chung về tiền lương của xã hội trong bối cảnh như hiện nay. Nếu bạn nắm vững được trong tay những cái công cụ này một cách thành thạo, có kỹ năng, có ý tưởng, có khả năng triển khai công việc thì các công ty, các doanh nghiệp, thậm chí là các cá nhân bán hàng trực tuyến sẵn sàng săn lùng bạn một cách gắt gao để trả lương cho bạn thật là cao, tạo điều kiện cho bạn làm việc và phát triển cái hoạt động kinh doanh của chính họ và của chính các bạn. Đó chính là những cái nội dung mà các bạn sẽ được học trong chương trình E-Marketing by Phan Anh. Từ 10 năm trước, Bill Gates đã từng nói một câu rất kinh điển: nếu bạn không sử dụng Internet vào hoạt động kinh doanh, chắc chắn thì bạn sẽ bị thất bại hoặc bị bỏ lại phía sau rất xa trên con đường thành công. Như bây giờ, đã, đang và sẽ tiếp tục là thời điểm phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử Việt Nam và trên thế giới. Marketing điện tử, bán hàng trực tuyến là những cái thuật ngữ rất là hot trên thị trường hiện nay và tạo ra rất nhiều công ăn việc làm, có được thu nhập tốt cho thị trường, có đúng không ạ? Cũng theo một thống kê khác, đúng không ạ? Mỗi một năm có gần 300.000 cử nhân và thạc sĩ thất nghiệp. Cái phần này các bạn có thể xem được ở trên báo đấy ạ, đúng không ạ? Không có việc làm, không tìm kiếm được việc làm, không có thu nhập tốt, đúng không ạ? Nhưng lĩnh vực ngành hàng marketing điện tử và bán hàng trực tuyến thì đang phát triển cực kỳ mạnh mẽ và tiếp tục hình thành trong xu hướng tương lai bùng nổ trong 10 năm, 20 năm tiếp theo. Cho nên là gì ạ? Nhu cầu tuyển dụng nhân sự của ngành và lĩnh vực này hết sức là cao. Và thực tế đã cho thấy rằng là mức thu nhập bình quân của ngành này cao hơn so với những ngành khác rất là nhiều. Khối lượng công việc nhiều, đa dạng, khả năng phát triển nghề nghiệp tốt, cơ hội việc làm nhiều, lớn, có thể giúp bạn tự kinh doanh, tự bán hàng, tự cung cấp dịch vụ, giúp việc thăng tiến trong tương lai dài hạn là rất lớn. Xu hướng học nghề đang được thịnh hành như năm nay, đúng không ạ? Các bạn thấy đại học là đã bỏ. Xu hướng học nghề đang thịnh hành rất mạnh mẽ, mà lại học nghề hot, đúng không ạ? Nghề thời thượng, đi làm ngay, có nhiều cơ hội, có khả năng thu nhập cao. Đây là xu hướng đúng đắn bởi trong bối cảnh thương mại điện tử và công nghệ phát triển nhanh chóng, doanh nghiệp và doanh nhân, các cá nhân đều cần những người lao động có kỹ năng thực sự, đúng không ạ? Được đào tạo để làm được việc ngay. Học viện E-Marketing Việt Nam có 5 năm kinh nghiệm làm đào tạo, tư vấn và triển khai các giải pháp marketing điện tử, chiến lược kinh doanh, thiết kế logo, nhận diện thương hiệu cho hàng trăm khách hàng và hàng nghìn học viên khác nhau. Đã đào tạo được 7.000 học viên về các khóa học E-Marketing chuyên sâu tổng hợp và với nhiều công cụ, các khóa học như Facebook Marketing, SEO, Google AdWords. Đã đào tạo online qua video về Facebook Marketing, F&B Marketing, Food and Beverage Marketing kết hợp với Kina.vn và Topica.vn với số lượng học viên theo học trung bình là khoảng 300 học viên mới trên tháng.
Học viện e-marketing cũng đã tư vấn cho hơn 100 doanh nghiệp và các cá nhân làm kinh doanh trong các lĩnh vực như thuốc, dược phẩm, đông y, spa làm đẹp, trung tâm thể hình fitness, thời trang, yoga, mỹ phẩm, đồ dùng nước hoa, đồ điện tử và phụ kiện, đồ công nghệ và phụ kiện, salon tóc, trung tâm tiếng Anh và du học, hệ thống các nhà hàng lớn tại Hà Nội v.v. với trải nghiệm rất đầy đủ và mạnh mẽ, đúng không ạ? Học viện còn trực tiếp chạy quảng cáo cho hơn 250 sản phẩm và nhãn hàng khác nhau trong 5 năm trở lại đây với số tiền chi quảng cáo lên tới khoảng 3 triệu đô la, tương đương với khoảng 60 tỷ Việt Nam đồng trong 5 năm làm dịch vụ. Tất nhiên chúng tôi là một nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo, đúng không ạ? Giảng viên của Học viện e-marketing từng được mời đào tạo cho nhiều đơn vị lớn như các công ty Vietnam Airlines, VTC, Mobifone, Mobifone Plus, Vialink, Jet, v.v. Và những cái giảng viên khác được mời đến cũng rất là chất lượng và uy tín trên thị trường, và đặc biệt là có trải nghiệm và làm kinh doanh thực tế. Bởi vì học đi đôi với hành và đi đôi với trải nghiệm, đó là điều quan trọng mà Học viện e-marketing chúng tôi hướng tới. Giảng viên của Học viện e-marketing Việt Nam là những giảng viên có uy tín, có trải nghiệm và được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Khoa học nghề e-marketing, học điều hay kiếm tiền ngay, học điều hay kiếm tiền ngay của Học viện e-marketing có quá nhiều cam kết độc và đỉnh. Thứ nhất, giới thiệu việc làm và có việc làm 100% cho tất cả các học viên. Cam kết bảo lãnh uy tín từ phía ngân hàng. Tặng ngay một laptop để là công cụ học tập cho tất cả các học viên nếu như các bạn cần có laptop. Còn nếu các bạn không cần, chúng tôi sẽ giảm học phí cho các bạn. Học phí của cả khóa học nghề liên tục trong khoảng 4 tháng. Cực rẻ, chỉ với 12 triệu đồng hoặc 15 triệu đồng cho một học viên cho cả khóa học. Đấy. Chi tiết các anh chị vui lòng liên hệ website emarketingbyphananh.com hoặc phananhonline.com, hotline 0989623888, email phananhonline@gmail. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay và có ý nghĩa, hãy cho tôi một nút like và share giúp tôi. Tên tôi là Phan Anh, rất vui được biết các bạn.